Đây là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần cùng với đài trình IBC TV tại hai miền Nam Bắc từ bang California qua các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc. Phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19 mở rộng thêm trên băng tần 27.7 tại Houston, Texas, cũng như được cập nhật 24/24 qua trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Cùng với ban tin tức Xuân Công Vi Tuyết Nha và Minh Năng mở đầu xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với những phần điểm tin trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Nam Phi đánh dấu 30 năm kể từ cuộc bầu cử sau phân chia đầu tiên. Ngũ giác đài cho biết Iran nên đặt câu hỏi về hiệu quả của vũ khí sau khi Israel tấn công thất bại. Philippines, Pháp và Hoa Kỳ tổ chức tập trận hàng hải đa phương. Sinh viên tại Pháp đã chiếm Đại học Paris uy tín trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine trong các trường đại học tại Hoa Kỳ vấp phải phản ứng vũ lực. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới qua phần trình bày của Dương Công Viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, Nam Phi đánh dấu 30 năm kể từ cuộc bầu cử sau phân chia đầu tiên. Người dân tại Nam Phi đi thăm các cuộc thăm dò vào ngày 29 tháng 5 với cuộc bầu cử giảm gần một tháng sau kỷ niệm 30 năm của cuộc bầu cử sau phân biệt đầu tiên, được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 1994. Các nhà lãnh đạo Nam Phi sẽ đánh dấu ngày tự do vào ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 với sự hào hứng, nghỉ lễ và các bài giảng về sự hy sinh và thành tích của Quốc hội châu Phi ANC trong cuộc đấu tranh giải phóng. Trước cuộc bầu cử vào tháng 5, lần đầu tiên ANC có khả năng mất đa số Quốc hội kể từ khi Nelson Mandela dẫn nó lên nắm quyền vào sự sụp đổ của Apartheid 30 năm trước đây. Một cuộc khảo sát đã cho thấy như vậy và mở ra triển vọng của sự cai trị của liên minh. Cuộc khảo sát về ý kiến của các cử tri vào hồi tháng 2 của chuyên gia tư tưởng có trụ sở tại Johannesburg, quỹ Brestert và nhóm chiến lược Sabi ước tính hỗ trợ cho ANC ở mức 39%, giảm từ 41% vào hồi tháng 10 và 44% vào tháng 11 của năm 2022. ANC cầm quyền dẫn đầu cuộc chiến chống lại Apartheid, vẫn nắm quyền lực kể từ khi kết thúc sự cai trị thiểu số trắng vào những năm 1994. Nhưng với cái nhìn chung, sự phấn khích có thể sờ thấy của đất nước trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên khó có thể được nhân đôi trong cuộc thăm dò sắp tới. Trong khi đó, bản tin liên quan tới việc Philippines, Pháp và Hoa Kỳ cùng tổ chức tập trận hàng hải đa phương. Ba nước Philippines, Pháp và Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tập trận hàng hải đa phương vào thứ Năm bắt đầu vừa qua, ngoài khơi của bờ biển tỉnh Palawan của Philippines. Cuộc tập trận này là một phần của cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu chung thường niên kéo dài 3 tuần lễ giữa Philippines và Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 kéo dài cho tới ngày 10 tháng 5, với sự tham gia của hơn 17.000 binh sĩ Philippines và Hoa Kỳ. Pháp và Australia cũng đang tham gia một số cuộc tập trận. Theo tuyên bố từ lực lượng vũ trang Philippines, hải quân nước này cũng như Pháp, Hoa Kỳ cùng tham gia một loạt những cuộc tập trận năng động để tăng cường năng lực hàng hải trong 5 ngày tới. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang và những cuộc chạm trán trên biển giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông. Hai nước này nằm trong nhóm các quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ trên tuyến đường hàng hải, nơi vận chuyển hơn 3.000 tỷ Mỹ Kim giá trị thương mại hàng năm bằng tàu biển. Bản tin từ nước Pháp, sinh viên tại đây chiếm Đại học Paris uy tín trong một cuộc biểu tình để ủng hộ cho Palestine. Các sinh viên đã chặn quyền truy cập vào Đại học Khoa học uy tín của Paris về cuộc chiến ở dải Gaza trong diễn biến ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 4, yêu cầu tổ chức lên án hành động của Israel trong một cuộc biểu tình đã lặp lại các cuộc biểu tình tương tự trên khắp cơ sở của Hoa Kỳ. Từ sự ủng hộ của họ cho người Palestine, các sinh viên đã trưng bày những lá cờ Palestine ở tại Windows và lối ra vào của tòa nhà. Một số người thì mặc chiếc khăn đầu caviar đen trắng đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết với Gaza. Các sinh viên đang yêu cầu khoa học Pew lên án hành động của Israel.
các quan chức của khoa học này đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trước đó vào tối ngày thứ Tư 24 tháng 4, cảnh sát đã loại bỏ một số sinh viên đầu tiên đã chặn khoa học Pio, truyền thông của Pháp đã cho biết, và bị các chính trị gia cánh tả lên án hành động này. Các cuộc đụng độ mới giữa cảnh sát và sinh viên phản đối cuộc chiến của Israel tại dải Gaza đã nổ ra trên khắp Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm ngày 25 tháng 4, đặt ra câu hỏi về các phương pháp mạnh mẽ được sử dụng để đóng cửa các cuộc biểu tình đã tăng cường kể từ khi bắt giữ hàng loạt tại Đại học Columbia ở Hoa Kỳ vào hồi tuần trước. Nga tấn công vào kho đạn dược Ukraine, Ukraine lại tấn công vào hệ thống phòng không của Nga. Nga cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát những vị trí thuận lợi hơn theo nhiều hướng, đẩy lùi những cuộc tấn công của quân đội Ukraine, trong khi ngược lại Ukraine nói họ đã tấn công vào hệ thống phòng không của Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo quân đội nước này tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine bao gồm cả hệ thống phóng hỏa tiễn, những trạm chiến tranh điện tử, kho đạn dược trong số những mục tiêu khác. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 200 máy bay không người lái Ukraine. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã đồng thời báo cáo cùng ngày, quân đội nước này cũng tham gia vào gần 100 trận chiến với lực lượng Nga theo hướng của Adyacard, Bakhmut và những khu vực khác nhau, nhắm vào những trung tâm chỉ huy của Nga, vào hệ thống phòng không và những mục tiêu khác. Nga đang xem xét lựa chọn hạ thấp mức độ bàn giao với Hoa Kỳ nếu có những biện pháp thực tế để tịch thu tài sản của Nga, với lý do Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Kirov đã công bố như vậy. Bản tin về khoa học cho biết rằng các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài khủng long ăn cỏ mới từng sinh sống ở tại Argentina 90 triệu năm trước đây. Các nhà cổ sinh vật học ở tại Argentina vừa công bố một phát hiện về một loài khủng long ăn cỏ cỡ trung bình mới, chạy nhanh và sống cách đây khoảng 90 triệu năm ở tại Patagonia ngày nay. Con vật này có tên gọi là Carnotaurus nicho, được tìm thấy tại khu bảo tồn thiên nhiên Pablo Blanco, ở tỉnh miền nam Rio Negro, cách El Chocón 25 km về phía nam, một khu vực cực kỳ giàu hóa thạch, nơi tìm thấy loài động vật có vú như rùa, cá và các loài khủng long khác. Carnotaurus là loài lớn nhất được ước tính, dài 2.5-3 m và cao khoảng 70 cm. Các nhà nghiên cứu về loài này đã mang lại dữ liệu mới cho thấy nó là loài chạy nhanh và có đuôi cong xuống. Tên của nó bắt nguồn từ Chaki, là một trong những ngôn ngữ Anican của người Tuchake Nguyên Thủy, có nghĩa là Guanaco cũ. Vì ngoài những sự khác biệt, cả hai loài động vật này đều là loài động vật ăn cỏ cỡ trung bình, chạy giỏi và có thể là con mồi cho những kẻ đứng đầu là những loài động vật ăn thịt khác. Còn Neku có nghĩa là nhanh nhẹn trong ngôn ngữ Mapudungun của người bản địa Mapuche. Thưa quý khán giả, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Minh Đông và Tuyết Nhà sẽ quay trở lại để tường trình đến quý khán giả một số những tin tức liên quan tới Hoa Kỳ, như làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học đang vấp phải một số những phản ứng vũ lực ra sao, hay Ngoại trưởng Blinken đã nói những cuộc biểu tình này là dấu hiệu của dân chủ và chê bai sự im lặng đối với Hamas, và cựu Tổng thống Donald Trump sẵn sàng gia hạn liên minh bảo thủ với ông Orbán của Hungary. Nhiều bản tin nổi bật khác, kính mong quý khán giả đón xem.